chào các bạn, năm nay thị trường công nghệ đã bùng nổ một loạt thiết bị thực tế ảo VR nhằm đem lại những trải nghiệm chân thực nhất, thú vị nhất cho người dùng. Và để trải nghiệm công nghệ thực tế ảo này thì chúng ta cần phải sử dụng kính thực tế ảo và smartphone dày cưng tiêu chuẩn, phù hợp các tiêu chí như màn hình sắc nét, kích thước phù hợp với kính hay cấu hình mạnh mẽ. Hôm nay thì review sẽ đến các bạn top 5 smartphone trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đầu tiên chắc chắn phải kể đến bộ đôi đình đám của Samsung với Galaxy S7 cùng màn hình 5,1 inch và S7S với 5,5 inch cùng thiết kế màn hình cong tràn hai cạnh độc đáo. Cả hai cùng có độ phân giải Quad HD và thêm tính năng mới là Always Display On. Màn hình luôn hiển thị cho phép xem nhanh giờ, lịch hay thông báo. Kèm theo đó là cấu hình mạnh mẽ, RAM 4GB và chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 6.0 Marshmallow. Đặc biệt, bộ đôi này còn được giới thiệu cùng với chiếc kính thực tế ảo Samsung Gear VR, mở ra một không gian ảo 3 chiều cho phép người dùng tận hưởng những trải nghiệm hình ảnh 360 độ thông qua những thiết lập hình ảnh đa chiều khác nhau. Hiện nay tại Diệu Thông Minh, S7 Line New 90% được bán với giá chỉ 7.690.000 và 9.990.000 là giá của S7S qua sử dụng. Đây là ứng cử viên sáng giá, hỗ trợ tốt với kính thực tế ảo VR trên thị trường hiện nay. Sản phẩm tiếp theo là smartphone thiết kế sáng tạo nhất với dạng module có thể tháo rời, đó là LG G5. Máy cũng được trang bị các thông số kỹ thuật ấn tượng với vi xử lý Snapdragon 820, RAM 4GB, màn hình 5,3 inch, độ phân giải Quad HD, camera kép siêu khủng kết hợp cùng pin 2800 mAh có thể thay thế được. LG G5 còn được hỗ trợ kết nối với lực lượng hùng hậu như kính thực tế ảo LG 360 VR, camera 360 độ hay robot điều khiển thông minh, và chỉ với giá ưu đãi 5.990.000 cho sản phẩm qua sử dụng tại Diệu Thông Minh là đáng để sở hữu. Sản phẩm thứ ba là chiến binh Sony Z5 Premium, sản phẩm đầu tiên sử hữu màn hình 4K, máy được trang bị cấu hình mạnh mẽ với chip Qualcomm S810 8 nhân, RAM 3GB, bộ trong 32GB, chip đồ họa Adreno 430, có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài, đem đến khả năng chạy đa nhiệm tuyệt vời, đương đầu với mọi game khủng hiện nay. Ngoài ra, máy còn được trang bị pin tốt dung lượng 3430 mAh, không thể thay thế được, hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 2.0 tiện ích. Diệu Thông Minh đang có chương trình giảm giá cực lớn em dế này với mức giá chỉ 8.990.000 cùng nhiều quà khuyến mại hấp dẫn. Sản phẩm tiếp theo là HTC 10 với những điểm sáng nổi bật như thiết kế đẹp, độ hoàn thiện tốt, màn hình Quad HD siêu nét, cấu hình mạnh mẽ với chip Qualcomm S820, RAM 4GB kết hợp cùng camera chất, sử dụng công nghệ Ultra Pixel, tự động lấy nét bằng laser và nhiều tính năng thông minh khác. Hãng công nghệ đến từ Đài Loan này đã tạo nên sự khác biệt trên HTC 10 và họ đã thành công. Đây cũng là nhân tố xứng đáng và hoàn hảo khi kết hợp cùng kính thực tế ảo VR. Chốt hạ danh sách này là bộ đôi Pixel và Pixel XL đến từ Google với ngôn ngữ thiết kế đẳng cấp lạ mắt khi hãng chỉ sử dụng mặt kính ở một phần của mặt lưng. Google trang bị cho bộ đôi này màn hình sắc nét với kích thước 5 inch cho Pixel và 5,5 inch cho Pixel XL. Kết hợp cùng cấu hình mạnh mẽ, siêu khủng với chip Snapdragon 821, 64bit lõi tứ, RAM 4GB, ROM hay tùy chọn 32GB hoặc 128GB và chạy hệ điều hành Android 7.1 Nougat mới nhất. Ngoài ra, bộ đôi này còn được trang bị tính năng trợ lý ảo Google Assistant thông minh và hữu dụng, hỗ trợ tốt nhất mọi tác vụ của người dùng. Đó là những smartphone ứng cử viên sáng giá nhất khi kết hợp với kính thực tế ảo VR để đem đến những trải nghiệm đỉnh cao, sắc nét cho các bạn trẻ yêu thích công nghệ này. Các bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm khác trên website diệuthongminh.vn để biết thêm chi tiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.